Kính chào các đồng chí, quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình phòng cháy chữa cháy, trách nhiệm của toàn dân hôm nay sẽ là phần tin phản ánh hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tỉnh. Tiếp theo là phóng sự phản ánh công tác phòng cháy chữa cháy và các hoạt động hưởng ứng tháng hành động an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ năm 2018 tại công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Việt Xanh đóng tại khu công nghiệp Nam Tân Nguyên, thị xã Tân Nguyên. Cuối chương trình sẽ là phần ghi nhận về công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy trong lĩnh vực khai thác đá trên địa bàn huyện Bắc Tân Nguyên. Bây giờ, mời các đồng chí, quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình. Tuần qua, tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 1, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương đã tổ chức kiểm tra nghiệp vụ chữa cháy cứu nạn cứu hộ 6 tháng đầu năm 2018, nhằm đánh giá kết quả tổ chức học tập nghiệp vụ chữa cháy cứu nạn cứu hộ 6 tháng đầu năm của các phòng trong khu vực. Phần kiểm tra lý thuyết gồm có các nội dung như Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy, Nghị định số 79/2014/NĐ-VB ngày 31 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy, Sổ tay công tác phòng cháy chữa cháy, Điều lệnh chiến đấu của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Đối với phần thực hành, kiểm tra việc thực hiện các thao tác đội hình cá nhân 100m vượt chướng ngại, đội hình chạy tiếp sức 4x100m, đội hình phun tiêu điểm 2 lăng B có sử dụng máy bơm. Đợt kiểm tra lần này nhằm đánh giá kết quả, chất lượng huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ định kỳ hàng năm của lực lượng chữa cháy, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ chữa cháy, khả năng thao tác sử dụng phương tiện và áp dụng tốt chiến, kỹ thuật chữa cháy, đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ trong công tác thường trực và sẵn sàng chiến đấu, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương vừa phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Payhome Việt Nam chuyên ngành sản xuất giải dệt kim, giải đan mốc và giải không dệt khác thuộc khu công nghiệp Bào Bàng tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng. Tham gia buổi diễn tập có đại diện Ban Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện và các xã trên địa bàn cùng 500 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, đoàn viên, công nhân viên trong công ty. Tình huống giả định là vào lúc 9 giờ ngày 27 tháng 4 năm 2018 đã xảy ra sự cố gây cháy tại tầng 1 của nhà kho C1, cao 3 tầng, thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Payhome Việt Nam. Lúc này, có khoảng 160 người đang làm việc trong nhà kho. Ngay lúc đó, công ty đã liên hệ với đơn vị chữa cháy chuyên nghiệp và triển khai lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, tổ chức các biện pháp chữa cháy ban đầu, di chuyển tài sản và hướng dẫn thoát nạn. Thế nhưng, do vật liệu dễ cháy, thời tiết khô hanh nên ngọn lửa lan nhanh, lực lượng tại chỗ không thể khống chế được đám cháy. Nhận được tin báo, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh điều 20 xe chuyên dụng đến chi viện, triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy, hướng dẫn thoát nạn và cùng lực lượng tại chỗ cứu người, cứu tài sản. Các đơn vị cứu thương, công an, quân sự huyện Bào Bàng cũng được huy động để bảo vệ khu vực diễn tập và tài sản người dân cũng như phân luồng giao thông. Lực lượng y tế đã có mặt để sơ cứu ban đầu cho nạn nhân. Sau 35 phút phối hợp chữa cháy, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Buổi thực tập nhằm đánh giá khả năng tổ chức chữa cháy, cứu tài sản của lực lượng chữa cháy cơ sở và tuyên truyền đến toàn thể cán bộ công nhân viên đang làm việc tại công ty về việc chấp hành nghiêm túc nội quy an toàn phòng cháy chữa cháy, các kỹ năng xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã trao giấy khen cho 19 tập thể, 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Payhome Việt Nam. Thưa các đồng chí và quý vị, công ty trách nhiệm hữu hạn Môi trường Việt Xanh là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thu gom xử lý vận chuyển chất thải nguy hại, là ngành nghề tương đối độc hại nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Vì vậy, bên cạnh hoạt động kinh doanh, công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy luôn được đơn vị quan tâm hàng đầu. Ngoài việc tham gia tích cực vào cụm doanh nghiệp an toàn phòng cháy chữa cháy, công ty này luôn có các hoạt động hưởng ứng sôi nổi, thiết thực tháng hành động an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ hàng năm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Môi trường Việt Xanh được đánh giá là hạt nhân nòng cốt trong phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy ở khu công nghiệp Nam Tân Nguyên. Phóng sự sau đây sẽ phản ánh rõ hơn về vấn đề này.
Mời các đồng chí và quý vị cùng theo dõi. Ý thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy, ngay từ khi xây dựng cơ sở hạ tầng, công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Việt Xanh đã có sự quan tâm đầu tư thỏa đáng cho công tác phòng cháy chữa cháy. Ngoài việc trang bị hệ thống báo cháy tự động, 3 máy bơm nước chữa cháy, 130 bình chữa cháy các loại, công ty Môi trường Xanh còn đầu tư 200 triệu đồng để lắp đặt 2 tủ ứng cứu khẩn cấp với đầy đủ các dụng cụ phòng cháy chữa cháy như quần áo chống cháy, mặt nạ phòng độc, thiết bị thở, ủng chữa cháy, nón, găng tay. Bên cạnh đó, công ty còn bố trí sơ đồ thoát hiểm, nội quy phòng cháy chữa cháy, nội quy an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ ở tất cả các xưởng phân loại xử lý tái chế rác thải, nước thải để công nhân dễ dàng quan sát nắm bắt. Tôi đã tham mưu đầy đủ cho các đội ban lãnh đạo công ty để trang bị những cái thiết bị để ứng cứu khẩn cấp để đảm bảo an toàn khi có sự cố xảy ra. Đó là cũng đã được cái sự đồng tình của ban tổng giám đốc đã trang bị đầy đủ theo cái luật của phòng cháy chữa cháy. Còn về an toàn vệ sinh lao động thì cũng ngành nghề là đặc thù là nặng nhọc độc hại. Từ đó nên là tôi cũng đã trang bị đầy đủ những cái bảo hộ lao động cho người lao động để an tâm làm việc trong khu vực sản xuất. Và đồng thời cũng huấn luyện đầy đủ cho họ về kiến thức về an toàn vệ sinh lao động như là vấn đề nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy. Do đặc thù của ngành xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại với các loại phế liệu như giấy, bao bì, chồi nhớt nên rất dễ gây cháy. Chỉ cần một chút sơ suất bất cẩn của người lao động trong việc sử dụng nguồn nhiệt, nguồn điện thì nguy cơ tiềm ẩn sẽ lập tức biến thành hỏa hoạn và nhanh chóng lan rộng để lại hậu quả nghiêm trọng. Chính vì vậy, toàn bộ công nhân của công ty Việt Xanh đều được tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy. Hàng năm, công ty đều phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 5 thị xã Tân Uyên tổ chức tuyên truyền phổ biến những kiến thức cơ bản về phòng chống cháy nổ, các biện pháp chữa cháy tại chỗ và bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất nhằm nâng cao nhận thức cũng như vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở của công ty cũng được thành lập với 57 đội viên, được phân bố ở tất cả các khu vực sản xuất và thường xuyên được huấn luyện thực tập phương án chữa cháy. Đặc biệt, để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy trong lúc vận chuyển chất thải, tất cả 68 đầu xe của công ty đều được trang bị bình chữa cháy, găng tay chữa cháy, mặt nạ phòng độc, búa thoát hiểm, đèn pin chuyên dùng. Các thiết bị này luôn được kiểm tra thường xuyên để luôn bảo đảm trong tình trạng hoạt động tốt. Không chỉ thực hiện nghiêm túc đầy đủ công tác phòng cháy chữa cháy tại đơn vị, công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Việt Xanh còn là hạt nhân tích cực trong phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy ở khu công nghiệp Nam Tân Uyên. Với vai trò là cụm trưởng cụm doanh nghiệp an toàn phòng cháy chữa cháy kể từ năm 2016, đơn vị đã cùng với 4 doanh nghiệp khác trong cụm thường xuyên trao đổi học hỏi nhau về kinh nghiệm, biện pháp thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy, cũng như có sự kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và hỗ trợ nhau trong việc thực tập phương án chữa cháy, ứng phó khi có sự cố cháy xảy ra. Nhờ vậy, trong 2 năm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Việt Xanh cũng như các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp an toàn phòng cháy chữa cháy khu công nghiệp Nam Tân Uyên chưa gặp phải sự cố cháy nổ đáng tiếc nào xảy ra. Với vai trò cụm trưởng thì tôi cũng thường xuyên là họp triển khai cho các thành viên của mình về tăng cường cái sự mà kiểm tra, giám sát về nguồn nhiệt, nguồn điện ở tại cái doanh nghiệp của mình. Và hai nữa là cũng là làm tất cả những cái thủ tục để đảm bảo rằng trong lực phòng cháy chữa cháy của mình là cho nó đầy đủ. Trong cái tháng hành động an toàn về phòng cháy chữa cháy thì trong cụm cũng có là tôi cũng đã phát động phong trào đó là tất cả doanh nghiệp đó trong cụm phải cam kết rằng đảm bảo rằng trong là năm là không có vấn đề sự cố cháy nổ xảy ra, cũng đã cam kết và gửi về phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 5 và cũng tuyên truyền cho là các cái thành viên của mình tuyên truyền xuống sâu rộng đến cái người lao động ở trong doanh nghiệp làm để đảm bảo tốt vấn đề là công tác phòng cháy chữa cháy. Với nhiều biện pháp thực hiện, công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Việt Xanh được đánh giá là một trong những doanh nghiệp làm tốt công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ ở thị xã Tân Uyên. Năm 2017, đơn vị đã vinh dự được Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy. Thưa các đồng chí và quý vị, một trong những công đoạn quan trọng nhất trong hoạt động khai thác đá đó là thi công khoan nổ mìn tại các mỏ đá. Tuy nhiên, đây cũng là công đoạn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao, ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng của người lao động.
Vì vậy, vấn đề quan trọng đặt ra trong hoạt động khai thác đá là công tác bảo đảm an toàn lao động, an toàn phòng cháy chữa cháy trong công đoạn khoan nổ mìn. Mời các đồng chí và quý vị theo dõi phóng sự sau đây. Là đơn vị chuyên cung ứng vật liệu nổ công nghiệp, nổ mìn dịch vụ cho các mỏ đá trên địa bàn tỉnh Bình Dương, chi nhánh công nghiệp hóa chất mỏ Bình Dương (MICO) thuộc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam đóng tại xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, đứng trước áp lực khối lượng công việc thi công khoan nổ mìn tương đối lớn, sản lượng và cường độ thi công cao, điều kiện làm việc tại các mỏ đá rất khắc nghiệt do tiếng ồn, bụi và độ rung lớn. Trước những nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động trong quá trình thi công khoan nổ mìn, thời gian qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 5 thị xã Tân Uyên đã tăng cường công tác kiểm tra trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho tất cả cán bộ công nhân viên của đơn vị. Bên cạnh đó, phòng còn phối hợp với chi nhánh xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy định kỳ hàng năm để góp phần nâng cao ý thức của người lao động trong toàn chi nhánh về việc sử dụng, bảo quản, vận chuyển vật liệu nổ trong công tác khai thác đá. Đơn vị đã xây dựng các phương án và có sự thẩm duyệt của cơ quan phòng cháy chữa cháy huyện và tỉnh trên địa bàn đơn vị đóng quân. Và hiện tại đơn vị cũng đã thường xuyên tổ chức diễn tập theo phương án khi đã được thẩm duyệt và duy trì bảo dưỡng thiết bị máy móc tại cơ sở, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh vai trò quản lý nhà nước của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, các cấp, tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân lao động của chi nhánh công nghiệp hóa chất mỏ Bình Dương luôn ý thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, nên đã có sự phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng cho các ban, đội, tổ sản xuất để thực hiện nghiêm công tác này. Cụ thể, trước khi thi công khoan nổ mìn, tất cả người lao động đều được phổ biến các nguy cơ có thể gây mất an toàn và các biện pháp phòng ngừa, cũng như được cấp phát trang bị phương tiện bảo hộ lao động đầy đủ. Bên cạnh đó, lực lượng an toàn vệ sinh viên ở đây luôn bám sát công trường và kiểm tra giám sát, nhắc nhở, đôn đốc người lao động thực hiện đúng các nội quy quy định trong công tác an toàn vệ sinh lao động, ngăn chặn kịp thời nguy cơ xảy ra tai nạn và sự cố. Hàng tuần, đội phòng cháy chữa cháy của chi nhánh đều kiểm tra bảo dưỡng trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tại kho và tự thực tập phương án chữa cháy để nâng cao kỹ năng và ý thức của người lao động về công tác an toàn cho bản thân và đơn vị. Phòng cháy chữa cháy chúng tôi là lúc nào cũng đi hàng đầu, an toàn hàng đầu. Chúng tôi được đào tạo và là bồi dưỡng kiến thức cũng như là bên công an phòng cháy đào tạo chúng tôi là những kỹ năng phòng cháy và chữa cháy của gọi là cơ quan đơn vị ban đã bàn giao cho chúng tôi, cũng như là trong cơ quan chúng tôi như chúng tôi đang làm nhiệm vụ là thường xuyên diễn tập phòng cháy cứu nạn, được trang bị các thiết bị đầy đủ như là dụng cụ phòng cháy chữa cháy, quần áo, giày mưa, khẩu trang đầy đủ để chúng tôi luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ tốt trong công việc như cơ quan đã giao chúng tôi. Cũng với phương châm an toàn để sản xuất phải an toàn, thời gian qua, công tác an toàn lao động, an toàn phòng cháy chữa cháy tại xí nghiệp khai thác đá Tân Mỹ thuộc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương luôn được quan tâm hàng đầu. Ngoài việc trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động, phòng ngừa và khắc phục các sự cố cháy nổ, các biện pháp sơ cấp cứu khi xảy ra tai nạn lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện và điều trị kịp thời bệnh nghề nghiệp cho tất cả công nhân lao động. Xí nghiệp khai thác đá Tân Mỹ còn thành lập bộ phận xử lý môi trường nhằm cải thiện môi trường làm việc trước, trong và sau khai thác. Cùng với đó, Ban An toàn vệ sinh lao động và mạng lưới an toàn vệ sinh viên của xí nghiệp cũng được thành lập và hoạt động ngày càng hiệu quả. Lực lượng này thường xuyên theo dõi, kiểm tra mặt bằng sản xuất, máy móc thiết bị và nhắc nhở công nhân lao động tuân thủ nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ, nhằm ngăn ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động, sự cố cháy nổ xảy ra. An toàn trong lao động sản xuất có vai trò hết sức quan trọng, liên quan trực tiếp đến sức khỏe sinh mạng của người lao động và sự phát triển của doanh nghiệp. Với việc tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 5 thị xã Tân Uyên, cộng với việc thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ của xí nghiệp khai thác đá, sẽ góp phần tạo dựng môi trường làm việc an toàn, hiệu quả cho người lao động, góp phần xây dựng nền công nghiệp của tỉnh phát triển một cách an toàn và bền vững. Thưa các đồng chí và quý vị, chuyên đề phòng cháy chữa cháy trách nhiệm của toàn dân kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn các đồng chí và quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và trước khi tạm biệt nhau, xin tất cả chúng ta đừng quên phòng cháy hơn chữa cháy.